Xin chào tất cả các bạn. Vậy là kết thúc một năm, chúng ta lại tiếp tục đón chào năm mới 2022. Thì đầu xuân năm mới thì thân Nguyễn xin chúc tất cả các bạn trên toàn đất nước Việt Nam là luôn mạnh khỏe, vui vẻ, đấy, thành công trong cuộc sống. Đấy. Thì đến với video review đầu tiên trong đầu xuân năm mới này thì thân Nguyễn sẽ review cho các bạn mẫu đàn guitar bên thân Nguyễn sản xuất. Đấy là mẫu guitar gỗ cẩm ấn cao cấp dựa theo bản guitar Taylor 914. Rồi. Đầu tiên các bạn quan sát qua về cây này thì cây này được làm từ top là gỗ thông và lưng hông là gỗ cẩm ấn. Đấy. Sử dụng dây Alice, đây là cây đàn mình mới lấy về nên là chưa thay dây Elicer. Thì đây là đang lắp dây Alice 432, 432 sợi màu vàng, các bạn có thể nhìn thấy. Lược và ngừa được lắp từ xương, lược ngừa từ xương. Ok. Đấy, logo thân Nguyễn. Ngoài ra thì thân Nguyễn có về thêm các mẫu đàn guitar phần trung cấp như gấu mẫu guitar full maho. Đấy. Rồi. Guitar gỗ maho mặt top gỗ thông. Đây. Đấy. Thì mình sẽ làm ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Ok. Bây giờ thân Nguyễn sẽ đánh âm thanh của cây này. Các bạn sẽ cảm nhận và nghe và cho nhận xét nha. Đấy, các bạn nghe cái buông nhá. Thanh của cây này thì nó gỗ cẩm cho nên là nó sẽ trầm và nó tiếng nó rất là uy lực. Đấy, các bạn nghe thấy bass rất là uy lực. Thank you.
một đoàn thế thì các bạn cùng lắng nghe nhé. Đàn là đàn mới cho nên là mình cũng lên dây 1-2 lần thì nó vẫn chưa chuẩn lắm. Âm thanh này là mình thu mộc trực tiếp cho nên là các bạn hoàn toàn nghe như nào thì là nó lên các bạn nghe là chính xác đến khoảng 95% nhá. Đấy thì tất cả các video mà các bạn xem trên màn nó không đúng được 100% đâu các bạn, nó chỉ đúng chính xác ở tầm khoảng 95 đến 98% thôi. Rồi bây giờ mình nghe tiếng quạt này. Đánh liền mạch cho các bạn xem luôn thì không phải cắt ghép nữa. Đấy thì các bạn xem thì cho chất lượng cũng như là âm thanh cũng như là về hình ảnh thì video thì mình quay chân thực nhất. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn về hình thức của cây này. Hình thức của cây này các bạn cùng nghe xem này thì mình review nhanh cho các bạn nhé. Rồi mặt trước của cây này được làm từ gỗ thông, các bạn có thể xem gỗ thông top 3 đấy, là loài gỗ tốt, gỗ già đấy. Lưng hông được làm từ gỗ cẩm ấn, lưng hông gỗ cẩm ấn già nhập khẩu các bạn nhá, không phải là cẩm ấn bình thường nhá. Rồi đấy. Phần cầu ngựa được làm từ gỗ lim đấy. Cái điều đặc biệt của cái đàn này là cái phần chỉ viền này, các bạn có thể nhìn thấy, mình sát cho các bạn cùng xem đây. Khảm và bọc gỗ hai chỉ đầu làm rất là tinh vi các bạn nhé. Đấy, làm rất là tỉ mỉ tinh vi đấy. Chảy chỉ viền ngoài ra thì ở đây chảy chỉ viền ở hai bên này luôn đấy. Bọc gỗ và chỉ khảm trai đây, cả phần này nữa đấy. Khảm cần
Đấy, khảm trai các bạn nhé, không phải là hình dáng nha. Khảm trai sắc nét. Ok. Phần logo thì mình vẫn đang trong quá trình thiết kế. Đấy, thì mình đang dán tạm đây các bạn biết. Đấy. Khóa vàng, gỗ thịt nguyên khối 100% nhá. Đấy. Phần cần đàn thì được ghép đôi. Đấy. Những cái đàn cao cấp thì các bạn có thể nhìn thấy là cái này được ghép ghép đôi hai 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 mảnh với nhau thành cái cần. Thì mục đích của nó thì nó sẽ tăng độ bền. Tăng độ bền của cái cần thôi. Rồi. Có ti chỉnh cong cũng như là phần gia công bên trong rất là sạch. Đấy. Một cái đàn gia công handmade nhá, đàn của nghệ nhân nhá, nghệ nhân handmade làm bằng thủ công. Cảm nhận đầu tiên khi các bạn cầm cái đàn này là nó rất là nặng. Đấy. Nó rất là nặng các bạn nhé. Đấy. Là gỗ thịt nguyên miếng cho nên là cầm rất là nặng tay. Đấy. Âm thanh thì các bạn đã nghe rồi. Đấy. Rồi. Đấy. Ở video này thì mình sẽ review qua về cái đàn guitar gỗ cẩm ấn cao cấp bên mình sản xuất là như thế. Đấy. Các bạn có nhu cầu hay là đặt hàng thì hãy liên hệ mình nhé. Đấy. Để mình sắp xếp nhé. Để về hàng cao cấp thì không có sản xuất nhiều, thì nó làm rất là kỳ công, nó nên làm rất là lâu. Đấy, ok. Video này mình xin dừng ở đây. Tiếp theo sẽ là những video review các mẫu đàn trung cấp để cho các bạn cùng lắng nghe và trải nghiệm trong thời gian tới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và like giúp mình nhé. Nếu như không hay, các bạn cũng thấy không hay cũng đi like giúp mình nhé. Để vì sau video sau thì nó không đề xuất lên cho các bạn xem nữa. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Một lần nữa, xin chào.